Tại tỉnh Bình Dương, Trung tâm Nhân đạo quê hương Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ niệm 18 năm vì trẻ em mồ côi khuyết tật. Với hành trình hoạt động nhân đạo, đã có hàng nghìn cảnh đời mồ côi bất hạnh đã được cưu mang, nuôi nấng. Nhiều em đã hòa nhập tốt vào cộng đồng, giúp các em vơi đi mặc cảm số phận và giảm phần gánh nặng cho xã hội. Tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam đã trao tặng bằng xác nhận kỷ lục cho Trung tâm Nhân đạo quê hương là đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể cho nhiều ngặt đôi khuyết tật nhất, 100 cặp. Đặc biệt là bà Huỳnh Tiểu Hương, người sáng lập trung tâm đạt kỷ lục Guinness, là người phụ nữ đông con nhất Việt Nam, với hộ khẩu nhiều nhân khẩu, dày dài nhất và đạt kỷ lục và lý lục gia ý chí nghị lực. 18 năm qua, thì Trung tâm đã nuôi dưỡng và đào tạo làm việc cho gần 5.000 trẻ kém may mắn. Hiện có 350 em nhỏ được nuôi dạy tại đây. Dịp này, Trung tâm đã trao tặng 2.000 phần quà, 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.